Ngày 11 tháng 3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lương Thanh Quốc, 19 tuổi, trú tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, Quốc được gia đình, người dượng là anh Nguyễn Thái Tân, 32 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nuôi ăn ở, sinh hoạt cùng gia đình. Mới đây, lợi dụng lúc gia đình anh Tân đi vắng, Quốc đã lẻn vào phòng ngủ trộm hơn 50 triệu đồng, tiền mặt và chiếc xe máy để ngoài sân rồi lẩn trốn đến thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền trộm cắp được, Quốc đã tiêu xài cá nhân hết. Vào cuộc điều tra, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an huyện Tân Phú đã làm rõ và truy bắt được Quốc đưa về quy án.